855 DSB River Eco chống hú ha, trên mới. Thì mẫu mạch này nó có công suất là từ 170W đến 300W ha. Cho phép mình tải loa 4 tắc đơn, 5 tắc đơn hoặc là 3 tắc đôi ha. Thì 4 tắc đơn, 5 tắc đơn con 65 là đánh ok luôn ha. Có nguồn xung. Nguồn xung và sử dụng bình ắc quy. Đây bên trong của nó đây. Là dạng DSB lập trình chống hú ha. Đây. Sơ rivet nó ra lo này ha, hai cuộn cảm thiệt bự luôn ha, còn kích áp quá hấp dẫn luôn ha, mẫu mới 2023 quá hấp dẫn luôn ha. Này có hai cổng vào micro, cổng guitar điện ha. Đây là nhiều chức năng này ha, nhiều chức năng hay. Để cho mình sử dụng phần livestream, đây là phần livestream. Cười đủ kiểu hướng hết. Ha. Đủ kiểu hướng cho mình sử dụng ha. Là AUX. AUX là dùng để mình chức năng là mình kết nối với TV. AUX out là mình kết nối thêm một cái loa sub. Cổng OTG để mình trao đổi dữ liệu với điện thoại hoặc là máy tính ha, trao đổi dữ liệu hoặc là sử dụng nhạc, kết nối với nhạc ha. Này là một cái cổng sạc này, nó tương đương với cái nguồn xung. Nếu mình không sử dụng nguồn xung thì mình có thể sử dụng là cái một cái adapter 5V 3A cắm vô đỡ sạc luôn, hoặc là sử dụng điện 220. Thì đối với mạch này nó dạng revert echo ha. Đó. Thì đây cái cách lập trình này, cách lập trình mới ha. Có lập trình như tựa y chang như là Vanker. Một số các anh em thấy sử dụng Vanker mà lãi số đó, mình sẽ hiểu ngay. Thì cái nút mic echo này là thực chất là mic effect. Còn mic Dell này á là mình nói là echo và revert luôn. Đó. Một nút thôi, chỉ cần một nút thôi thì mình chỉnh. Thì đối với cách chỉnh thì mình chỉ cái cho các anh em chỉnh nó rất là dễ. Cho hai cái nút này thôi. Mic echo thì mình đẩy lên tối đa. Đó mình xem mic effect, mic effect. Còn mic Dell này mình chỉnh qua phải thì nó là echo ha. Mình chỉnh gì chính giữa thì nó là echo reverb, mình chỉnh gì bên trái luôn nó là reverb, thuần reverb ha. Như vậy là chỉnh nó rất là dễ dàng, thuận lợi ha. Chỉ cần một nút thôi. Đó. Số các anh em sử dụng cơ lai số đó thì sẽ hiểu ha. Chỉnh nó rất là đơn giản ha. Ha, như vậy là nó sẽ phối, nó sẽ hài hòa ha. Có mid phone này, mid bass, mid chép này ha. Có guitar này ha. Thì đối với mẫu mạch này thì mình sử dụng những cái loa sức tay ha, thì thiết kế nó lắp cho những lô sức tay rất là đẹp ha, với những với kiểu thiết kế ngang như thế này. Đối với lô sức tay thì mình sử dụng 2 tấc đôi hoặc 2.5 tấc đôi, mình tăng công suất lên đó, nó sẽ mạnh ha. Với mô mạch này thì sử dụng 3 tấc đôi cũng được đó. Nhưng mà đối với lô sức tay mình sử dụng nó gọn nhẹ thôi, chỉ cần 2 tấc đôi hoặc 2.5 tấc đôi. Okay. Thiết kế rất là hài hòa và đẹp ha. Nó ra này ha, cuộn cảm này, cuộn cảm lọc âm thanh này ha. Còn kích áp này, boost áp lên. Thì có lắp led nhớ theo nhạc được đầy đủ này. Thì đối với cái mẫu thiết kế này mình có thể để dọc hoặc ngang đều được hết ha. Để dọc ngang đều được hết. Đây mình để dọc nè, hợp lý không? Quá hợp lý ha. Đây, mình chỉnh bên phía phải, để ngang thì
này mình đang thiết kế theo kiểu ngang, nhưng mà vừa ngang vừa dọc đều được hết đó. Thì nếu đã dọc thì nó như thế này, Bluetooth ở trên, nguồn cắm ở dưới, cũng quá hợp lý ha. Dọc ngang thì được hết. Thay thế cho thùng loa 4 tắc đơn. Đối với những cái mẫu loa mà 4 tắc đơn mà hệ TB6D2 thì sử dụng mạch này thay thế là quá tuyệt vời luôn, đánh dư công suất luôn, đánh mạnh luôn. Ok chưa? Thì ở đây mình giới thiệu qua cho các anh em xem, thì mình sẽ test riêng, test riêng cho các anh em. Test lên trên trong thùng, lên thùng 4 tắc đơn, 5 tắc đơn cho các anh em xem. Thì đây mẫu một cái mẫu mạch mới bên mình ha, 2023. Đẹp bi lập trình chống hú. Các ngồi gần lo luôn, không sợ hú hí gì hết. Có chức năng live stream. Ok chưa? Mình kết thúc video tại đây ha.